Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu. Video ngày 24 tháng 2 năm 2024 mình xin được cập nhật toàn cảnh đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 phía bờ Bến Tre cho quý vị được biết. Trước màn hình quý vị đang theo dõi là đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 phía bên bờ Bến Tre. Đã được nhà thầu đắp cắt gia tài, trong khoảng tháng 6 tháng 7 năm nay sẽ tiến hành thảm nhựa đường dẫn thưa quý vị. Còn phần cầu chính vượt sông Mỹ Tho nằm trong gói thầu Eken 04 cũng được các nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành trong cuối quý 2 năm nay. Hiện tại thì cầu vượt sông Mỹ Tho đã thi công được khoảng 90% khối lượng công việc rồi thưa quý vị. Còn lại một số hạng mục như lan can bờ bò, cột đèn điện chiếu sáng, bản liên tục nhiệt và còn một nhịp dầm supporty của trụ Pi3 và Pi4 chưa gác nữa. Còn đây là khối hợp long giữa của cầu chính vượt sông Mỹ Tho, đang được nhà thầu gấp rút thi công để hợp long trong mấy ngày tới.
Nhịp key 3 và key 4 đã sẵn sàng gác dầm. Mố cầu phía bờ cồn Thới Sơn cũng đã được đơn vị thi công, hoàn thành, chỉ còn đắp cát gia tải và lu lèn nữa là xong. Còn đây là đoạn đường dẫn từ cầu vượt sông Mỹ Tho qua. Cồn Thới Sơn cũng đã được đắp cát và đang trong quá trình thử tải lên đường rồi. Chỗ này là nút giao lên xuống cồn Thới Sơn từ cầu Rạch Miễu đi xuống cồn Thới Sơn và từ cồn Thới Sơn đi lên cũng đã được đắp cát rồi. Mình xin nói qua thử tải lên đường cho quý vị được biết, thì trước tiên mình sẽ làm mặt bằng đường, sau đó sẽ đắp phát hoặc cắt đủ khối lượng thiết kế. Rồi sẽ thử tải trở lún trong vòng khoảng từ 12 đến 14 tháng. Trong lúc thử tải có thể tăng thêm số lượng đất hay cát lên để ra thêm tải hay gọi là gia tải. Sau khi đủ thời gian thử tải xong mới tiến hành đào đất cát lên và cho bay, đá dăm vào lu lèn rồi mới thảm nhựa. Vì vậy để hoàn thiện được những cung đường, đoạn đường thì mất rất nhiều công đoạn và tốn rất nhiều thời gian thưa quý vị. Còn đây là đường dẫn lên cầu chính Rạch Miễu hai phía cổn Thới Sơn. Nhịp dẫn của trụ 34,35 và 36 đã được gác dầm súp đất xong, nhà thầu đang triển khai làm dầm ngang và bản mặt cầu. Còn các trụ từ 32 về 26 thì cũng đang được nhà thầu gấp rút thi công để kịp hoàn thành trong cuối quý 3 năm nay. Còn phần hai trụ tháp dây văng trụ Pi 19 và trụ Pi 20 cũng được hai đơn vị thi công là Thuận An và Bắc Trung Nam thi công rất là nhanh. Hiện tại thì trụ Pi 19 đã lên xe leo và đang tập trung hoàn thiện để chuẩn bị cho đổ bê tông đốt thân trụ thứ 14 trên tổng 32 đốt. Còn đơn vị thi công trụ Pi 20 thì cũng đã lên hai xe leo cho đốt kê 15 và đang triển khai công tác hoàn thiện. Còn dầm ngang của trụ Pi 20 cũng đã làm xong lắp thép đấy rồi ạ.